Công Phượng khoác vai cậu bé cho chuyện. Và ở bên này là Huỳnh Kesley Anvet sang để bắt tay huấn luyện viên Kiatisak. Quý vị các bạn thân mến, đến đây ngay từ chỗ ngày hôm nay, ta được biết xin trân trọng giới thiệu kiện diện của ông Vũ Đức Thành. Hello, ngoài được biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Chiều ngày hôm nay thì mình sẽ có hành trình lên trên Bình Dương để theo dõi trận đấu giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gặp đội chủ nhà BKMX Bình Dương sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ. Và ngày hôm nay thì có một điều rất là thú vị, đó là mình sẽ đồng hành cùng với những cô chú anh chị đã từng tham gia hai tour du lịch đi tham quan Măng Đen cũng như là Gia Lai ở tháng 7 và tháng 8 vừa qua. Mọi người thì đang chờ mình ở khu vực phía cà phê Ông Bầu ở ngay bên nhà văn hóa thanh niên. Let's go. Mọi người vẫn chưa thấy mình. Ngày hôm nay thì đoàn có khoảng 12 thành viên sẽ đi cùng xe lên trên Bình Dương. Hello, em xin chào. Dạ. Dạ. Rồi, xin mời mọi người lên xe. Xin mời Hương. Ok rồi, cả đoàn đã đầy đủ. Bây giờ bọn mình sẽ lên đường đi Bình Dương. Đấy, đón thầy. Dạ, em chào thầy. Chào mọi người. Dạ. Dạ rồi anh, xong rồi. Ok rồi, đoàn của chúng tôi cũng đã tới câu lạc bộ BKMX Bình Dương, tới sân Gò Đậu. Cuối cùng thì đoàn cũng đã tới sân Bình Dương rồi cả nhà. Một chút nữa thì sẽ vô trong sân. Rồi, mời mọi người vô, 9 người đủ đoàn. Dạ, 9 người tất cả chú. Dạ đúng luôn, A1. Đó, xong 9 người. Hôm nay có dự đoán kết quả không? Dạ. 2-0 nè, 2-1 nè. 2-1 thua. Bình Dương thắng hay Gia Lai thắng? Dạ Bình Dương. Ồ ghê. Con. Hả? Lưỡng lự liền, lưỡng lự liền. Trời ơi. 3-2 luôn. Bình Dương thắng 3-2 phải không? Dạ. Bình Dương thắng Gia Lai 3-2 phải không? Ồ, oh, được, 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 được. Vậy là cầu thủ của hai đội đã chuẩn bị bước ra sân. Và hai đội trưởng đó là Tô Văn Vũ và Nguyễn Tuấn Anh. Ở phía đằng sau là các thủ môn cũng như các cầu thủ còn lại của cả hai đội, Trần Minh Vương, Vũ Văn Thanh. Đề nghị quý vị biểu, quý vị quý cùng khán giả diễn viên cho đón lớp 1 BKMX Bình Dương và lớp 1 Hoàng Anh Gia Lai. Lê Văn Sơn,
Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Văn Toàn, Bruno, Randau. Phía bên này là ở phía bên này là Tiến Linh. Hình ảnh rất là dễ thương đúng không ạ? Công Phượng khoác vai cậu bé trò chuyện. Và ở bên này là Huỳnh Kesley Anvet sang để bắt tay huấn luyện viên Kiatisak. Quý vị các bạn thân mến, đến đây ngay từ chỗ ngày hôm nay, tôi được xin giới thiệu kinh nghiệm kiên trì của ông Vũ Đức Thành, chủ tịch đoàn bóng đá tỉnh Bình Dương. Huỳnh Kesley cũng từng có một thời gian thi đấu hoành tráng ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và không xa lạ gì người bạn Kiatisak cả. Viên của đoàn ngoài đường pit thì đang có mặt ở trên khu vực khán đài để cổ vũ cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ngày hôm nay. Như vậy là trận đấu giữa câu lạc bộ BKMX Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai đã khép lại với kết quả hòa 1-1. Cả hai đội bóng đã thi đấu đôi công với nhau và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là đội vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Nguyễn Văn Toàn. Tuy nhiên là sau khi Văn Toàn bị từ chối một tình huống đá 11m rất đáng tiếc thì ở cuối hiệp 1, câu lạc bộ BKMX Bình Dương đã tìm được bàn gỡ hòa. Và ở hiệp 2 thì hai đội thi đấu đôi công nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Như vậy thì với một điểm giành được ở trận đấu này thì có thể nói là thầy trò huấn luyện viên Kiatisak rất khó để cạnh tranh đua vô địch với những đội ở trong top đầu. Bây giờ thì có lẽ mục tiêu khả dĩ nhất là đua vào vị trí top 5 mà thôi. Ngày hôm nay câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã thi đấu tấn công rất nhiều, đặc biệt là ở trong hiệp 2. Tuy nhiên là hàng phòng ngự của BKMX Bình Dương đã thi đấu tốt. Thân anh đang mặc chiếc áo của ai đây ạ? Vâng, như vậy là Tấn Anh đang mặc chiếc áo của Tô Văn Vũ. Cầu
cần phải có thêm một chiếc áo khác. Xích chút nữa thì ở những phút cuối của trận đấu thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã phải chịu thêm một bàn thua. Nếu như Mauricio không đưa mặt của mình ra để cản phá cú sút của Tô Văn Vũ. Bây giờ thì thầy trò huấn luyện viên Katisak sẽ đến để cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ cho họ ở trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu có thể nói là đôi công rất hấp dẫn, chỉ thiếu nhiều bàn thắng mà thôi. Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sẽ nghỉ ngơi vài ngày trước khi lên đội tuyển để hội quân. 6 cầu thủ bao gồm Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng, Xuân Trường, Tấn Anh và cầu thủ trẻ Nguyễn Thanh Nhân. Thì các cổ động viên vẫn đang nán lại. Trước đi, trước đi anh Thắng. Đi điện thoại cho anh. Đó rồi, cho mượn. Thằng ấy thì đi ra đi em. Cầm. Cho em.
cái bạn nó đỏ này nên cũng chắc có thể gắng cố gắng. Ôi mọi người đang xếp hàng đợi các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ra ngoài. Dã man. Trời ơi. Ôi ôi, dòng người vội vàng quá đi. Em nghĩ là cô dịnh xe lại khỏi cho xe đi luôn. Nguyễn Công Tấn chứ mà. Cool vận động mỗi ngày, thu thập thẻ cool nhận quà từ cool, sang thẻ quà cool trong mỗi lốc sữa cool bất kỳ, tích lũy 24 thẻ đổi ngay một quà cầm tay cool, thổi bay cơn nóng mùa hè, tích lũy 36 thẻ quà cool đổi ngay một ba lô hoodie cool, không ngại nắng cũng chẳng sợ mưa, tích lũy 40 thẻ quà cool đổi liền tay một bóng phản quang cool, thỏa sức vận động cả ngày, sang thẻ siêu vận động đổi một đôi giày patin cool siêu ngầu. Cực sốc, săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một chiếc máy tính bảng iPad Gen 9, học online thêm phần sáng tạo. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022. Săn quà cool ngay thôi các bạn ơi!